Cái này thì chúng ta phải thấy rằng là số lượng phôi cũng là một điều thôi, nhưng phải phụ thuộc vào cái chất lượng của phôi như thế nào. Đấy, chất lượng phôi tốt chúng ta cũng có thể nuôi đến ngày năm bình thường, chứ không có nghĩa rằng là cứ ít phôi rồi chúng ta có thể phải chuyển phôi sớm. Còn tất nhiên ít phôi cũng có thể ảnh hưởng, vì chúng tôi nói rồi, từ ngày 3 ngày 5 thì không phải tất cả những phôi ngày 3 đều có thể lên ngày 5 được. Thế nhưng mà đến ngày 5 thì cũng có cái ưu điểm của ngày 5. Vì vậy cho nên là cái đấy hoàn toàn phụ thuộc vào cái chất lượng của phôi và cái mong muốn của bệnh nhân xem là như thế nào. Và tất nhiên chị nên đến bệnh viện để các chuyên gia phôi học và bác sĩ sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn về vấn đề này.